Hello mọi người, chúng ta cùng đến với trận tứ kết đôi nam giải cầu lông Badminton Unlimited do Anh Quốc Việt Badminton tổ chức. Phía bên trái màn hình trên trang phục áo đỏ, cặp đôi Lê Văn Tú và Đào Mạnh Thắng. Đối thủ của họ là cặp đôi Long Tô đến từ Quảng Ninh. Mời mọi người cùng theo dõi ạ. Anh đã
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.